Cô chào các con, rất vui được gặp lại các con trong chương trình dạy học qua truyền hình Trà Vinh. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con bài tiếp theo của môn tiếng Việt lớp 1, bài Yên, Yên, Yết. Theo chương trình sách giáo khoa mới bộ sách cánh diều, các con cần chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 tập 1 bộ sách cánh diều, phấn, bản. Xong chưa nào? Ta đi vào phần bài mới nhé ngày hôm nay các con sẽ học ba vần cô giới thiệu đây là vần yên gồm có những âm nào âm iê -e và âm ngờ các con hãy phân tích vần yên cô phân tích vần yên âm iê -e đứng trước âm ngờ đứng sau cô đánh vần iê -e ngờ yên đánh vần cùng cô iê -e ngờ yên các con hãy tự đánh vần. Ta cùng thực hiện nhé. Y, E, Ng, Yên. Đọc trơn nào. Yên, Yên. Vần tiếp theo cũng là vần Yên, gồm có những âm nào? Gồm có âm đôi Y, E và âm ngờ Các con hãy phân tích vần Yên. Cô phân tích vần Yên, âm Y, E đứng trước, âm ngờ đứng sau cô đánh vần y e ngờ yên đánh vần theo cô nào y e ngờ yên các con hãy tự đánh vần cùng thực hiện nhé y e ngờ yên đập trơn nào yên yên cả hai vần yên và yên sống và khác nhau chỗ nào các con giống nhau điều đọc là yên khác nhau ở chỗ y ngắn và y dài các con nhé giờ chúng ta hãy cùng đọc lại cả hai phần nào yên yên lần nữa nào yên yên còn đây là phần ít gồm có những âm nào gồm có âm đôi ie và âm cờ các con hãy phân tích cô phân tích vần ít âm ie đứng trước âm cờ đứng sau Cô đánh vần I E C X. Đánh vần theo cô nào. I E C X. Các con hãy tự đánh vần. Cùng thực hiện nhé. I E C X. Đọc trơn nào. X lần nữa nào. X. Giờ chúng ta hãy cùng đọc lại cả ba phần nhé. Yên. Yên. X lần nữa nào yên yên yết các con hãy cùng mở sách giáo khoa bài yên yên yết xong chưa nào ta đi vào phần làm quen nhé cô mời các con hãy xem video sau Trong video, chúng ta nghe được âm thanh. Thế âm thanh được phát ra từ đâu các con? À, âm thanh được phát ra từ một loại nhạc cụ có hình tròn, được làm bằng đồng thao. Ta gọi đây là cái chiên. Để chiên phát ra âm thanh, người ta sẽ dùng một cái vùi gỗ có vấn quải mềm, gõ vào chiếc chiên. Khi ấy, chiếc chiên sẽ phát ra âm thanh. Cô có từ gõ chiên, tiếng nào có chứa phần mới tiếng chiên là vần gì nào? Vần yên, giờ các con hãy phân tích tiếng chiên nhé. Cô phân tích tiếng chiên, anh chờ đứng trước, văn yên đứng sau, các con hãy tự đánh vần nào. Cô đánh vần chờ, yên, chiên. Đánh vần cùng cô, chờ, yên, chiên. Giờ các con hãy đánh vần tiếng chiên và đọc trơn cả từ nào cô thực hiện chờ yên chiên gõ chiên thực hiện cùng cô chờ yên chiên gõ chiên tiếp theo đây là hình ảnh của chú chim gì nào cô giới thiệu với các con đây là loài chim yển là một trong năm loài chim có giọng hót hay nhất cô có tiếng yển có chứa vần mới là vần nào là vần yên giờ các con hãy phân tích tiếng yển nhé cô phân tích tiếng yển gồm có vần yên và thanh hỏi trên đào âm e các con hãy tự đánh vần cô đánh vần yên hỏi yển đánh vần cùng cô yên hỏi yển các con hãy đánh vần và đập trơn cả tiếng nào cô thực hiện yên hỏi yển yển thực hiện cùng cô yên hỏi yển, yến tiếp theo đây là hình ảnh gì nào à đây là hình ảnh của chú gấu đang đạp xe đạp chú gấu đang biểu diễn xiết đấy các con cô có tiếng xiết có chứa vần mới là vần gì nào vần yết. giờ các con hãy phân tích tiếng xiết nhé cô phân tích tiếng xiết gồm có âm sờ đứng trước, vần yết đứng sau, thành sắc trên đầu âm e. Các con hãy tự đánh vần. Cô đánh vần sờ, yết xiết, sắc xiết. Đánh vần cùng cô nào. Sờ, yết xiết, sắc xiết. Giờ các con hãy đánh vần và đập trơn cả tiếng nhé. Cô thực hiện sờ, yết xiết, sắc xiết, xiết. Thực hiện cùng cô. Sờ, yết xiết, sắc xiết xiết các con hãy nhắc lại ba vần mới ngày hôm nay à đó chính là vần yên yên và vần xiết ba tiếng từ mới là gõ chiên yển và xiết giờ chúng ta hãy cùng đọc lại nhé yên chờ yên chiên gõ chiên yên yên hỏi yển yển xiết sờ xiết xiết sắc xiết xiết các con lưu ý nếu bạn nào chưa đọc được trơn vần, các con có thể đọc theo cách sau nhé. Y-e-ng-yên, chờ yên chiên, gõ chiên. Y-e-ng-yên, yên hỏi yển, yển. Y-e-g-yết, sờ yết, xiết, sắc xiết, xiết. Được chưa nào? Để giúp các con mở rộng vốn từ về vần yên và vần yết, giờ ta sang bài 2 các con nhé tiếng nào có vần yên, tiếng nào có vần yết. Các con hãy quan sát các hình và đọc tên từng sự vật hành động dưới mỗi hình nào. Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5 Hình 6 Đọc cùng với cô nhé. Diệt, cũ, riêng cá giết khiên tiệc xuyến giờ cô sẽ giúp các con hiểu nghĩa một số từ ngữ sau từ diệt diệt chính là con chim có chân cao cổ và mỏ chim dài có bộ lông màu xám hoặc là hung đất thường kiếm ăn trên các đồng lầy hoặc là ruộng nước còn giếng là hố đào thẳng đứng sâu vào lòng đất thường dùng để lấy nước đấy các con Tiếp theo các con hãy tìm cho cô tiếng nào có chứa vần yên. Ta xem kết quả nhé. Tiếng riêng, khiên, giếng. Vậy tiếng nào có chứa phần yết các con? Đó chính là tiếng diệt, giết, tiệt. Giờ chúng ta hãy đọc to các từ chứa tiếng có phần yên trước nhé. Cũ riêng, khiên, giếng Tiếp theo chúng ta hãy đọc các từ chứa tiếng có văn yết. Diệt, cá chiết, tiệt. Các con hãy tìm thêm nhiều tiếng từ có chứa văn yên, văn yết sau giờ học các con nhé. Giờ ta sang bài tập đọc. Các con hãy quan sát trong tranh gồm có những nhân vật nào. À, trong tranh gồm có chị Gió, cô Sẻn và chú Chim Yển. Thêm vào đó là hình ảnh gác đàn bay tứ tung. Vậy để biết chuyện gì đã xảy ra, giờ cô và các con hãy cùng đọc và tìm hiểu bài đọc ngày hôm nay các con nhé. Bài hôm nay có tên là Cô Sẻn Siêng Năng. Đọc tên bài cùng cô nào. Cô Sẻn Siêng Năng. Các con hãy chỉ tay vào sách giáo khoa, lắng nghe cô giáo đọc mẫu bài Cô Sẻn Siêng Năng. Xong chưa nào? Ta bắt đầu nhé. Cô Sẻn Siêng Năng. Cô sẽ làm việc rất siêng năng. Có lần chị gió hâm hở giòn đỡ cô. Chả ngờ gió làm rác văng khắp chốn. Chị gió buồn lắm. Nhìn chị gió ủ rũ. Cô sẽ nhẹ nhàng. Chị chớ buồn. Chị luôn giúp nhà nhà mát mẻ mà. Chú Yển nghe thế thì lem lém. Em siêng năng. Chị chăm chỉ. Để giúp các con đọc bài được trôi trải, giờ cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc các từ ngữ khó trong bài. Các con lưu ý, nếu tiếng nào các con chưa đọc được, các con hãy đánh vần thăm và đọc trơn sau nhé. Giờ các con hãy luyện đọc từ ngữ đầu tiên. Làm việc Xuyên Năng siêng năng là đức tính của con người đấy các con, được biểu hiện ở chỗ là cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc rất là thường xuyên, đều đặn. Từ tiếp theo, văn khắp chốn. Ủ rũ, ủ rũ là buồn đến mức như là rượu xuống trong thiếu sức sống đấy các con. lem, lém, lem lém, lém là nói nhiều và nhanh, miệng luyến thắng. Giờ chúng ta hãy đọc lại các từ lần nữa nhé. Làm, việc, siêng năng, văn khắp, chốn, ủ rũ, lem lém. Tiếp theo các con hãy xác định bài tập đọc có mấy câu nào? Xác định cùng cô nhé. Bài có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 câu. Giờ cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc các tiếng ở mỗi câu. Tiếng nào các con chưa đọc được, các con hãy đánh phần thầm và đọc trơn sau nhé. Khi luyện đọc câu 1, các con hãy đọc luôn tên của bài tập đọc. Giờ các con hãy luyện đọc câu 1 nào. tập cùng cô. Cô sản siêng năng. Cô sản làm việc rất siêng năng. Câu 2. Có lành, chị gió hâm hở dọn đỡ cô. Câu 3 nè. Chả ngờ, gió làm rác văng khắp chốn câu 4 chị gió buồn lắm câu 5 nhìn chị gió ủ rũ cô sáng nhẹ nhàng câu 6 và câu 7 các con hãy luyện đọc chung nhé chị chớ buồn chị luôn giúp nhà nhà mát mẻ mà câu 8 nào chú yển nghe thế thì lem lém câu 9 em siêng năng chị chăm chỉ các con đã luyện đọc các tiếng ở mỗi câu giờ cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc đoạn cô chia bài ra làm 3 đoạn. Đoạn 1 là 4 câu đầu, đoạn 2 là 3 câu kế tiếp, đoạn 3 là các câu còn lại. Khi luyện đọc đoạn, các con hãy nhớ ngắt hơi sau dấu phẩy, nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu hai chấm các con nhé. Luyện đọc đoạn 1, các con hãy đọc luôn tên của bài tập đọc nào. Giờ các con luyện đọc đoạn 1. cùng cô. Cô sản siêng năng. Cô sản làm việc rất siêng năng. Có lần chị gió hăm hở dọn đỡ cô. Chả ngờ gió làm rác văng khắp chốn. Chị gió buồn lắm. Đoạn 2. nhìn chị gió ủ rũ, cô sáng nhẹ nhàng. Chị chớ buồn, chị luôn giúp nhà nhà mát mẻ ma. Đoạn 3 nào. Chú Yển nghe thế thì lem lém. Em siêng năng, chị chăm chỉ. Các con đã luyện đọc các đoạn trong bài. Giờ các con hãy chỉ tay vào sách giáo khoa cùng với cô giáo đọc to bài cô sản siêng năng nhé. Ta bắt đầu nào. Cô sản siêng năng. Cô sản làm việc rất siêng năng. Có lần chị gió hâm hở dọn đỡ cô. Chả ngờ gió làm rác văng khắp trốn. Chị gió buồn lắm. Nhìn chị gió ủ rũ. Cô sản nhẹ nhàng. Chị chớ buồn. Chị luôn giúp nhà nhà mát mẻ mà. Chú Yển nghe thế thì lem lém, em siêng năng, chị chăm chỉ. Các con đã luyện đọc bài Cô Sáng siêng năng. Giờ chúng ta sang phần tìm hiểu bài các con nhé. Cô có 3 thể chữ A, B, C. Các con hãy đọc nội dung của từng thể chữ nào. Đọc cùng cô. Cô sáng, chị gió, chú yển, đây cũng chính là ba nhân vật trong bài tập đọc cô sẽ siêng năng đấy các con. Cô có ba thẻ chữ tiếp theo. Một, hai, ba. Các con cũng hãy đọc nội dung của từng thẻ chữ nhé. Đọc cùng cô. Khen cô sản và chị gió rất siêng năng giúp. Nhà, nhà, mát, mẻ. Giờ các con hãy thực hiện yêu cầu ghép đúng. Các con hãy chọn thẻ chữ A, B, C ghép với thẻ chữ 1, 2, 3 sao cho thích hợp với nội dung bài tập đọc các con nhé. Các con hãy thực hiện nào. Xong chưa nào? Thực hiện cùng với cô. A, à, cô sẻn, cô sẽ ghép với thẻ số 2 là rất siêng năng. B. Chị Gió, cô ghép với thẻ số 3, giúp nhà nhà mát mẻ. Còn chú Yển thì thế nào? Chú Yển khen cô Sản và chị Gió. Khi ghép đúng giờ chúng ta đã được 3 câu hoàn chỉnh. Đó cũng chính là nội dung bài đọc đấy các con. Giờ chúng ta hãy cùng đọc lại ba câu nào. Cô Sản rất siêng năng. Chị Gió giúp nhà nhà mát mẻ. Chú Yển khen cô sản và chị gió cô sản thì làm việc rất là siêng năng còn chị gió thì giúp nhà nhà mát mẻ vậy qua bài đọc chúng ta thấy mỗi người đều có một vai trò một tác dụng riêng phải không nào chú yển thì khen cô sản và chị gió để giúp cho cô sản và chị gió luôn vui vẻ cô đã hướng dẫn các con phần luyện đọc giờ ta sang luyện viết các con nhé ngày hôm nay cô hướng dẫn các con viết chữ yên chữ chiên, chữ yên, yển, yết và xiết. Chữ yên các con viết y e trước, ngờ sau. Chữ chiên các con viết trời trước, yên sau. Chú ý nét nói giữa các con chữ. Chữ yên các con cũng viết y e trước, ngờ sau. Chữ yển các con chỉ việc viết thêm dấu hỏi trên đầu con chữ ê. E. Chữ yết viết y e trước, cờ sau chữ siết viết sao trước yết sau, dấu sắc trên đầu con chữ e chú ý nét nói giữa sao và chữ yết các con nhé giờ các con hãy xem quy trình viết và nhớ dùng ngón trỏ bằng tay phải viết lên không trung nhé các con hãy viết vào bản con chữ yên chữ chiên xong chưa nào ta xem quy trình viết chữ yên và chữ yển nhé các con cũng hãy viết chữ yên chữ yển vào bản con của mình nào tiếp theo các con hãy xem quy trình viết chữ yết và chữ xiết Các con hãy viết vào bảng con. Xong chưa nào? Nếu bạn nào đã viết xong, các con hãy nhờ người thân kiểm tra giúp nhé. Còn bạn nào chưa viết xong hoặc các con chưa nắm được quy trình viết, các con có thể xem lại qua Zalo, YouTube, fanpage truyền hình Trà Vinh. Các con thân mến! Cô đã hướng dẫn các con bài yên, yên, yết. Giờ cô mời các con hãy đọc lại bài cùng với cô nè. Yên cũ riêng Khiên Diến Gõ chiên Yết Xiết, Diệt Tiệt Cá giết Yên yển cô sản siêng năng cô sản làm việc rất siêng năng có lần chị gió hâm hở dọn đỡ cô chả ngờ gió làm rác văng khắp chốn chị gió buồn lắm nhìn chị gió ủ rũ cô sản nhẹ nhàng chị chớ buồn chị luôn giúp nhà nhà mát mẻ mà chú yển nghe thế thì lem lém em siêng năng chị chăm chỉ sau giờ học các con hãy nhớ luyện đọc luyện viết nhớ tìm thêm nhiều tiếng từ có chữ vần yên vần yên vần yết để mở rộng vốn từ cho mình các con nhé cô chúc các con luôn chăm ngoan học giỏi cô chào tạm biệt các con